Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đường Đen. Video chia sẻ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đến với dự án airop chia sẻ pool thưởng một trăm đô giá trị token Cyber. Ờ, chương trình airop này thì sẽ diễn ra như thường lệ ở trên web website của Binance và thời gian sự kiện thì kéo dài từ ngày hai tháng 2. kết thúc <laughs> kết thúc vào ngày 12 tháng 3 anh em nhé. Và phần thưởng sẽ là quỹ thưởng token Cyber trị giá là một trăm đô. Không biết là họ neo giá ở mức giá nào mình nghĩ là họ sẽ neo giá ở một cái mức giá thấp hơn bởi vì là thời điểm vừa rồi thì bit tăng đấy và có lẽ là 100.000 đô đấy sẽ neo giá giá thấp hơn. Nên hy vọng là anh em sẽ nhận được ít nhất là cũng phải về bờ được cái tiền mua bỏ ra để mua cái 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 cái, cái à, cyber id này. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn trong video này. trước tiên là anh em sẽ uh, vào phần ví ở đây thì các bạn sẽ có phần ví web3, các bạn vào phần web3 và tạo cho mình cái ví web3 trên nền tảng binance. Được chưa? Sau khi chúng ta đã tạo rồi thì các bạn trở lại với sàn giao dịch chính. Với phần sàn giao dịch chính thì chúng ta sẽ mua một lượng ETH cho mình. Xin lưu ý là tất cả các bước này chúng ta sẽ đều làm ở trên app của Binance hết và không có bước nào mà chúng ta làm ở trên các cái chỗ khác nhé. Đấy. Ở đây mình vừa mua vào một lượng ETH ở đây thì ồ chỉ mua được một chút thôi. Mình sẽ rút cái lượng ETH này ra. Chúng ta có thể chọn vào giao ngay chọn vào đây. Mình sẽ rút cái lượng ETH này đến với mạng Optimus nhé. Optimus thì thực ra thì anh em có thể là sang bên phần ví thì rút sẽ nhanh hơn. Chúng ta chọn vào Web3. Ở đây chúng ta chọn vào phần Resin. ETH chúng ta tìm mã là ETH. Và đây có rất nhiều là ETH như các bạn thấy cái logo Optimus chưa? Ấn vào đây này. Phải có chữ Optimus đấy. Chúng ta chọn vào logo này. Đấy. Ta sẽ em vào chuyển vào này chúng ta sẽ em ta vào chuyển vào chuyển vào đây rồi ta sẽ chọn là eth này rồi giờ chỉ cần chọn mạng lưới nữa xong thôi Đấy, chọn optimus này ấn nút chuyển này bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào phần tối đa và phí đây anh em thấy ra vào phần root tiếp theo các bạn vào xác nhận và các bạn sẽ điền các cái thông tin Đấy. ở bên đây quý ghét ba liên kết trực tiếp nên là có vẻ như là nó chuyển một phát một là sẽ chuyển luôn cho anh em và thậm chí không cần đến email không cần mã 23 ba luôn đấy. <laughs> chúng ta sẽ chờ đợi tiền vào rồi tiền mình đã chuyển vào rồi bây giờ các bạn sẽ giúp mình là kéo cái banner ở đây này nó có mấy cái banner đấy nó sẽ chạy ra những cái sự kiện đúng không chúng ta kéo cái banner ở trên chúng ta tìm đến cái banner sự kiện alo số cyber trị giá 100.000 đô chúng ta vào tham gia ngay Tiếp theo các bạn ấn vào nút tham gia chiến dịch cho mình Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nhiệm vụ Ở đây nó sẽ ghi rõ nhiệm vụ ra chúng ta, thứ mạnh của chúng ta sẽ là đúc, đúc cái cyber id Chỉ đơn giản như vậy thôi, sau đó chúng ta xác minh trạng thái nhiệm vụ là xong Rất là dễ Chúng ta sẽ collect Để min Chọn Binance Web3 Sẽ có một thao tác ký ở trên ví chúng ta ký rồi bây giờ người ta điền mã của mật a vào, sau đó người ta xác nhận. Rồi bước tiếp theo thì sẽ là bước tìm một cái tên miền đẹp để dùng thôi. Không có đúng không? Giờ mình tiếp theo này. Không có đúng không? rồi cái này thì có nhưng mà rất là tốn tiền tên miền này thì đã đăng ký đấy rồi đây mình sẽ thay đổi một chút ở trong đây năm mươi đô năm mươi đô thì không chơi chúng ta chỉ cần mua tên miền năm đô để ăn ai thôi Đây tên miền này 10 đô này Cái này 10 đô nhưng mà đã đăng ký đây Đấy. Đó thì mình sẽ mua cái cái này nhé Họ 10 đô để Để tăng lên xem nó có giảm giá không Khoai đã Nói chung là Tên miền Từ 7 ký tự là 10 đô Ở đây có không biết có giá không nhỉ hầu một uh, tên miền nhỏ hơn một ký tự thì sẽ được Arup Cyber ID Hesner từ từ xem nào. Oh, Ồ, như vậy là từ 11 ký tự thì tên miền chúng ta sẽ giá rẻ hơn. Đấy. Anh em thấy chưa? Nó chỉ khác nhau một ký tự thôi mà giá nó đã khác nhau rồi. Rồi đấy. tức là tên miền từ 11 từ 12 ký tự ấy, thì anh em thì anh em sẽ là giá 5,5 đô nhé để mình xem rồi trên thực tế là cyber thì nó hết ai rồi Rồi rồi, mình sẽ mua một cái tên miền ngắn hơn thôi. Đấy, anh em nhớ là các bạn nên mua tên miền từ 12 ký tự nhé Thì anh em ăn ai là tối ưu, còn mình thì nhiều khi tiền nó không thành vấn đề. Đấy, 5 đô không thành vấn đề, còn anh em mình khuyên nhé Đấy anh em nhớ. Đó. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ giảm cái số ký tự xuống để mình mua tên miền là 10 đô. Vâng, ta là không còn lựa chọn nào khác. Mình Thử xem nào, thử xem là mấy cái... Và mình sẽ mua cái tên miền này. Ở, tức là dưới 11 ký tự thì sẽ iRope cái Cyber ID Handler. Cái này thì mình không khuyến khích anh em nhé. Chưa iRope thì tối ưu là cách tốt nhất. Nhưng mà ở đây thì mình lựa chọn mua một cái tên miền đắt hẳn đi. Mình có thể làm được điều này nhưng mà điều khi anh em sẽ không làm, không nên làm điều này nếu anh em muốn có lợi nhuận trong đợt này thì mình khuyên là anh em mua tên miền từ 12 ký tự nhé Rồi ở đây thì mình sẽ xác nhận cái lệnh này Phí mạng lưới sẽ là hai đô nữa Rồi mình đang tiến hành pin và quá trình pin thì gần như đã xong rồi Ok Confirm rồi anh em nhé, đấy Thì tên miền của mình đây 688688 -688 nhé 6888, 6888 nhé. Đấy. Bạn đã nhận được 10 đô ga vào tài khoản Cyber Account sử dụng ga để support các nền cuộc. Xét làm tên miền chính nhé. Đấy. bây giờ người ta sẽ xét làm tên miền chính thì vẫn vẫn mất ga nhé. Smart ga. Đấy. ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái ga nó tặng. thế nào nó sẽ tặng ga cho chúng ta luôn. nó sẽ ký nhé rồi mình đã xét làm tên miền chính như này Ờ, à, như vậy là nó tặng 100% ga chính là cái cái đấy đấy nó, nó, tặng 10 đô ga luôn và anh em sẽ gần như cái lệnh tiếp theo nó không mất ga rồi đó đó là cái tên miền chính của mình luôn rồi đơn giản không giờ thì các bạn sẽ ấn vào xác minh trạng thái nhiệm vụ và chúng ta đã hoàn thành đấy, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi nó rất là dễ Ok, và rồi chúng ta cùng nhau tham gia chương trình AROP với Cyber ID và chia sẻ phần tưởng là 100.000 đô giá trị ở token Cyber. Cảm ơn em đã theo video và xin chào các bạn. Xin tiếp theo.